Sáng 10 tháng 6, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo công an tỉnh Nghệ An xác nhận, cơ quan điều tra đang tạm giữ DNH, nam sinh lớp 11 trường trung học phổ thông Quỳnh Lưu 4, để tiếp tục mở rộng điều tra liên quan đến vụ án phát hiện thi thể bé trai HTVD, 5 tuổi, ngụ xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, trong nhà hoang. Làm việc với cơ quan công an, bước đầu H khai nhận, việc đưa bé D vào khu rừng dẫn đến cái chết của bé là do nam sinh này thực hiện theo trò chơi điện tử. H đưa bé D đi với động cơ lại giấu bé, rồi sau đó sẽ đưa cháu bé về như mình là người có công tìm ra bé. Tuy nhiên, khi thấy gia đình, cơ quan chức năng đi tìm, nam sinh H lo sợ không đưa cháu bé về nữa, dẫn đến sự việc đau lòng trên. Bước đầu, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy bé D không có dấu hiệu bị sát hại, không có vết thương trên cơ thể. Nguyên nhân tử vong được xác định là do bé D bị bỏ đói, khát trong nhiều giờ đồng hồ. Theo giáo viên chủ nhiệm của nam sinh tại trường trung học phổ thông Quỳnh Lưu 4, H chuyển từ trường trung học phổ thông Nguyễn Đức Mậu, huyện Quỳnh Lưu, lên học tại trường này từ học kỳ 2 của lớp 10. Ở trường, nam sinh H khá hòa đồng với bạn bè, không có biểu hiện là một học sinh cá biệt. Tuy nhiên, H được cho là có biểu hiện nghiện chơi trò chơi điện tử. Hai ngày qua, nam sinh H vẫn đến trường học bình thường,